triển lãm sinh vật cảnh Bắc Hoài Dương Liễu. Một cái đấy là thường cái chủ của em luôn. Những cây bonsai bê tay được tuyển chọn cực kỳ chất lượng. Đấy, em nhân đi. Quý vị các bạn xem kỹ một số cây và cảm thấy yêu mến thì liên hệ trực tiếp với chủ cây theo số điện thoại trong video để mua nhé. Đây là một cây mai tứ thủy này. Cây này hiện nay đang ra nụ chín tán này. Cây được làm rất là nét. Kích thước của cây này nhá, vành nó khoảng gần 30. Được trồng ở trong một cái chậu tròn khá là đẹp. Cây này thì chưa thấy châu biển. Dãy này là những cây bê tây hàng nhỏ nên được kê sát với nhau. Đây cũng là một cây xanh này. Các xem nhá, một cây xanh bê tây rất là chắc, luôn lực. Cây này thì rất là côn, một tác phẩm cũng rất là đặc biệt. Thông tin của chủ cây là Phong, không có số điện thoại. Kê trên một cái kệ. Đây là cây si. Cây này được trồng ở trong một cái chậu đá. Cây này thì có thông tin chủ cây này, số điện thoại này. Mắc xem tiếp cây bên trong nhé. Hơi chặt nên hơi khó quay. Nếu đứng bên kia thì không phải chiều chính của nó. Bên này mới là chiều chính này. Mắc nhìn chết chết một chút nhá. Cây xanh rất là đẹp nhé. Cây này thì chưa thấy treo biển. Tiếp theo là một cây dưới này. Bên trong kia cũng có một cây xanh. Đây là một cây xanh cây đá này. Số điện thoại của cái cây này. Cây nhỏ nhưng nhìn rất là có duyên nhé. Bác xem nhé. Bên trong kia cũng có một cây xanh. Cây này là xanh Nam Điền, lưu lực. Cây này cũng của chủ vườn là Phong. Cây được để trong một cái chậu đá. Cây cực kỳ chất lượng. Quá là đẹp luôn cây này. Mình xem nó tiếp một cây xanh. Si chỗ này là bày những cây nhỏ nhất của triển lãm đây. Bên trong kia cũng là một cây xanh, cũng là cây hàng mịn. Cây này có thông tin của chủ cây này. Tiếp theo cũng là một cây xanh cứ đá. Xanh này là xanh Nam Điền, lá được cô nhỏ rất là đẹp. Bác xem thông tin của chủ cây nhé. Một cây si dáng á trực nó rất là đẹp, lá nhỏ chi cành được cắt giật nhé. Đặt nhé, làm rất là rụt rịt. Một cây dáng trực được tạo những cái rễ buông, cũng có đôi nét của cây dáng làng. Bác xem tiếp một cây si. Cây này thì rất là chất nhưng mà để như này hơi khó quay. Cây lùn lực nhé.
đây là quá là chất lượng luôn, được trồng ở trong một cái chậu đá làm hơi mỏng, khá là đẹp. Trần đế có những cái bộ móng này. Bên trong kia cũng có một cây xanh Nam Điền, bông tán mịn, cây quả tán được làm theo hình nón rất là tự nhiên nhé. Chân đế. Quay check để các bác xem kỹ nha. Chỗ này thì rất là nhiều cây chưa có cho biển. Một cái xanh ba thân nhỏ nhưng mà rất là đẹp, các bác xem nhá. Cây xanh cực kỳ chất lượng như này. Ba thân đẹp các bác nhá, xanh Nam Điền. Xịn. Già như này. Bên trong kia là một cây linh san nhé. Đây là một cây dưới này. Cây dưới được trồng ở trong một cái chậu khánh, tán được làm tự nhiên. Trong kia có một cây si này, xanh này. Cây cần thang này. Xem tiếp một cây xanh được trồng ở trong một cái chum. Xem tiếp một cây dưới này. Đây là một cây dưới này, cây này đang ra hoa xanh này. Cây xanh này của anh Tiên, không biết có phải là mở dấu sắc không, không biết có phải của anh Tiên không. Bên trong kia là một cây ổi. Cây này cũng gốc đẹp nhé. Gốc nó xù xì. Xanh này. Cây xanh này có những cái nét độc đáo. Trồng ở trong một cái chậu đá cũng của anh Tiến. Cây sam hương. Tiếp theo là cây xanh. Xem kỹ cây xanh này nha. Xanh là xanh Nam Điền rất là già rồi nha. Cây này là cây của anh Tùng HN. Một số cây để bàn rất là chất lượng tại triển lãm sinh vật cảnh Bắc Hoài Dương Liễu đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tiếp theo.